khẩu nha anh em ơi. Hình này đánh dưa hấu bao đâm luôn anh em. Hấu ruột đỏ luôn, 400 anh nha anh em, quá tuyệt vời, quá ủ luôn. Quá nhạy anh em ơi. Đi anh em ơi, bút bình cũng lọt họng luôn nha anh em, bút bình bú sữa mẹ gì lọt họng hết. Mẹ từ lừa hết trơn. Rồi anh em nào muốn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là liên hệ Zalo số là 0947234531 nha anh em. Dưa hấu này thì nó có hai màu, này cái bụng kêu ruột đi, ruột dưa hấu có ruột đỏ với lại ruột vàng. Giá của nó là 100k trên con nha anh em.
khu bình nữa anh em ơi. Quá êm. Hàng anh em ơi. Dưa hấu nữa nha anh em. Tuyệt vời luôn. Này bảo dưa hấu nữa. Test dây Avengers 1.0 nha anh em. Avengers 1.0 này cuộn 100m giá 170k nha anh em. Avengers nó có thông số 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 nha anh em. Dây mình đang câu là dây Avengers 1.0 kit 2508 này, anh em cũng biết đó là cái buôn nó rất là căng nên là chỉ chơi được là V1.0 mình vô được 100m thôi. Rồi, dưa hấu. Leader là leader Alua 6.0 này nè. Tuyệt vời.